Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi gửi tới các bạn với một câu chuyện. Và chi tiết câu chuyện như thế này: 3 năm sống chung, vợ chồng chỉ ân ái 3 lần nhưng có tới 4 đứa con. Đến khi chồng hỏi vợ: "Trước khi anh chết, em nói thật đi, đứa nào không phải con của anh?" Và câu trả lời quá sốc của cô vợ. Tôi mong đây là một câu chuyện hay, thú vị, gửi tới phục vụ cô chú anh chị cùng các bạn gần xa. Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe và theo dõi chi tiết câu chuyện này. Ai ngờ một hôm anh đột nhiên trúng gió, cảm nặng suốt 2 ngày thì Dũng đuối sức. Lúc lâm chung, anh kéo tay vợ hỏi: "Trước khi anh chết, em nói thật đi, đứa nào không phải con của anh? Em cứ nói đi, anh sẽ không bao giờ trách em." Từ khi hai vợ chồng Dũng và Hiền cưới nhau, có rất nhiều điều kỳ lạ mà người ngoài không thể hiểu nổi. Mãi tới khi Dũng qua đời thì mọi chuyện mới được vỡ lỡ. Vì Dũng yếu sinh lý nên khi yêu Hiền, anh không dám nói. Dù Hiền không phải kiểu người cổ hủ, nhưng Dũng lại nói rằng muốn giữ gìn cho bạn gái nên sẽ không ăn cơm trước kẻm. Tới đêm tân hôn, thấy Dũng cứ ngồi một xó, dù mình đã mặc bộ váy sexy nhất nằm chờ, Hiền ngạc nhiên nói: "Này anh sao thế? Đêm nay tân hôn rồi, anh không làm chuyện đó đi à?" Dũng gãi đầu gãi tai nói: "Anh, hôm nay anh mệt quá nên." Hiền giận dỗi trùm chăn đi ngủ, còn Dũng thì không nói thêm một câu nào. Tới tối hôm sau, Dũng lại tiếp tục như vậy. Hiền không chịu đựng được nữa, liền quát anh: "Nếu anh không nói rõ lý do thì tôi và anh sẽ chia tay đi." Dũng sợ quá đành khai vội: "Thực ra là do anh bị yếu sinh lý, anh không có cảm hứng để làm chuyện đó." Hiền nghe xong rụng rời, nhưng cô bình tĩnh nói: "Thế thì anh phải nói thật với em ngay từ đầu đi chứ, tại sao lại giấu giếm như vậy? Đã là vợ chồng, phải cùng nhau đồng cam cộng khổ, em sẽ đưa anh đi chữa bệnh." Dũng nghe vợ nói thế thì mừng lắm, vì có được người vợ thấu hiểu cho mình. Thế nhưng dù sao đó là bệnh tình, anh có đỡ hơn, anh cố gắng để hoàn thành bổn phận của một người chồng, nhưng vẫn rất là mệt mỏi. Suốt 3 năm sống chung, vợ chồng Dũng chỉ ân ái vỏn vẹn 3 lần. Thế nhưng Dũng ngạc nhiên khi mình có tận 4 đứa con. Thế nhưng nghĩ vợ thương mình, không để ý chuyện yếu sinh lý, vì cô đã chịu thiệt thòi nên dù đứa con thứ tư là của ai thì Dũng vẫn được đành lòng chấp nhận, coi như trả nợ cho vợ. Ai ngờ một hôm anh đột nhiên trúng gió, cảm nặng suốt 2 ngày thì Dũng đuối sức. Lúc lâm chung, anh kéo tay vợ hỏi: "Trước khi anh chết, em nói thật đi, đứa nào không phải con của anh? Em cứ nói đi, anh sẽ không bao giờ trách em." Hiền trợn mắt: "Anh nói thế là sao? Anh mệt quá nên tinh thần hoảng loạn à? Cả 4 đứa con đều là con của anh chứ còn con của ai?" Dũng mỉm cười: "Em đừng lừa anh nữa. Anh vẫn đủ tỉnh táo để nhớ 3 năm nay vợ chồng mình chỉ mới quan hệ đúng 3 lần. Chắc chắn một đứa không phải là con của anh." Không giấu được nữa, Hiền hít một hơi để lấy tinh thần rồi nói: "Em nói thật, cả 4 đứa đều không phải con của anh." Dũng á lên một tiếng, rồi anh gương mắt trừng trừng. Hiền thản nhiên đáp: "Nghĩ mà xem, anh yếu như vậy, làm sao mà khiến tôi có con được? Em đã phải nhờ cậy ông hàng xóm đấy." Dũng ú ớ lắp bắp: "Cái gì? Em đã phản bội anh ư?" "Phản bội anh từ lâu." Hiền vẫn điềm nhiên trả lời. "Anh nói thế là sao? Anh đã không có
chức năng của người đàn ông, em đương nhiên phải tìm tới người khác rồi. Hơn nữa, em làm như thế cũng chỉ là để anh và gia đình anh được vui. Chẳng phải cả nhà anh luôn mong có con sao? Em đã làm quá tốt mà. Dũng trợn mắt nhìn vợ. Có phải em sống với anh chỉ vì tiền của anh không? Nghe chồng nói vậy, Hiền chối đầy đầy. Làm gì có chuyện đó? Dũng rớt nước mắt. Đừng diễn nữa. Khi đó anh đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Không ngờ anh lại cưới phải cô vợ mưu mô xấu xa như vậy. Anh có chết cũng không nhắm mắt. Hiền bỗng hét lên. Anh có muốn gì nữa? Có bốn đứa con gọi anh bằng cha còn gì? Dũng chưa kịp nghe hết câu thì anh đã trút hơi thở cuối cùng. Còn Hiền sau khi lo mai táng cho chồng xong, cô lấy tài sản dọn sang ở với lão hàng xóm và vẫn khăng khăng mình là người có công chứ không hề có tội. Vâng, thưa các bạn, quả thật đây là một câu chuyện theo tôi nghĩ quá vô cùng cay đắng xót xa cho một người chồng đã tin tưởng vợ. Anh ta cứ nghĩ rằng trong 4 năm anh đã quan hệ tình dục với vợ của mình được 3 lần. Nhưng anh nghĩ là có 4 đứa con, là anh tin chắc rằng trong đó là một đứa không phải con của mình. Nhưng ai ngờ đâu, thì cả 4 đứa không có đứa nào là con của anh hết. Và quả thực anh đã ra đi chắc chắn là không nhắm mắt được, vì đã yêu và thương yêu vợ như thế, mà cô ta là một cô gái mưu mô đó, đã theo ông hàng xóm, và 4 mặt con đó là của người hàng xóm, vậy mà vẫn sống với chồng ròng rã 3 năm trời. Và cô ta cuối cùng khi chồng đã về cõi vĩnh hằng, cô ta lấy hết tài sản và cuốn gói dắt con sang nhà hàng xóm ở. Đây quả thật một câu chuyện quá đau xót, phải không quý vị và các bạn? Tôi cũng mong quý vị và các bạn đưa ra những lời là chia sẻ cũng như là bình luận cho câu chuyện này. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua luôn đồng hành cũng như là đóng góp ý kiến ủng hộ cho kênh của tôi. Tôi cố gắng cập nhật những câu chuyện hay và những thông tin nhanh và nóng nhất để kịp thời phục vụ quý vị và các bạn trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.